Kính thưa bà con, sáng nay khách chạy Vinh qua chia sẻ chuồng giống về nuôi. Từ đây về chỉ chạy Vinh bên chú á, là con bảo hành ha. Chứ giờ chú mở video kiểm tra lại. Còn đầu ra con bao tiêu. Chuồng khỏe mạnh, chứ xin đầy đủ rồi chú kiểm tra bằng thực tế nha. Thì xin mời bà con cùng theo dõi. Việt Nam ơi giống hùng thiên, ngàn năm lưu danh sử sách. Đây con này cái ha, chú thấy mắt mũi này. Sáng sủa này kia. Nhưng mà mấy nó là nhát quá. Giòn. Giòn hay sao? Ăn rồi đã nhát. Rồi cho ăn hết đi, thời gian có hạn anh quay tượng trưng thôi. Chứ không ngồi mà kiểm tra đâu, chân cẳng mắt mũi sáng này kia lại thấy nè. Ok ha, nhiều khi nhiều người mua về để nó cắn lộn nhau rồi. Cho nên là cái gì có hay kiểm tra lại ha. Rồi ok chú ha. Cho nó ăn cái. Cho nó ăn không nữa. Ăn uống là nó khỏe mạnh à. Các bạn cái khách bắt về nó người ta còn thoải mái hơn. Đó. Con này chích vaccine 2 mũi. Con được chích 2 mũi rồi. Dù như có nhiều người khách mua nhiều quá mình cũng quay, cũng thời gian có hạn chứ không thời gian mà mình quay thì con nó kiểm tra được. Thấy trên mạng nó mấy chục cặp, mấy chục cặp. Còn người ta mua thì mình bảo hành ba vận chuyển người ta. Ha, khỏe mạnh à.